tí này chân nào à, tí quay ra anh đâu đi quên được rồi. Thôi em mời các anh nhé, chế mà với anh bơ làm tiếng bơ anh làm đi. À rồi hãy uống thì uống nhá, rồi xin mời mọi người nhé. Sao sửa kiểu hôm gần ra kiểu trên hồ chỉ sửa được. Mời anh. Hôm nay thì được giao lưu cùng với mấy anh em ở đây. Em mời anh Kim Hoa thôi. Gọi là môi rất là tuyệt vời. Đó là lá, má này, rau má này, rồi thịt này. Rồi đó là những món thôi. Đây thì đây là món đặc biệt này. Một chút nướng. Đã làm thịt gà nhưng mà chưa chưa luộc. Đang là thịt gà hả? Dạ. À, thế tí ai ăn về ăn thịt gà đã nhá. À, chưa ăn thịt gà rồi mới cho về. Ok. À, ok luôn. Để cảm ơn nhá. Gà ăn nướng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhỏ thôi. Ngọt, ngọt nhưng mà gà nhỏ mới ngon đúng không? Ngọt tí che đâu. À, để giao lưu văn nghệ cùng với các anh ở đây thì Tiểu Siêu sẽ hát những cái thể loại nhạc người ở trong đấy. Anh giống dân ca Sarai anh nhé. Vâng. Vâng. Được mà. Không biết là mọi người có hiểu dòng nhạc này không? Mà em không hiểu nhưng mà nghe hay. Sao nghe thôi nha, nghe như điệu thôi nha. Dô. Hát hay. Đúng không? Nhưng mà nghe hay lắm. Học dần chứ. Lên đây phải học. Vâng, thế thì vô cái nhỉ. Em muốn rồi. Hai anh em đọc cái đây, 50-50. 50-50 thôi. Vô, vô. Ai vậy? Vô cái vô vô cái anh em mình vô 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 xong làm thêm bài nữa anh nhỉ. Ừ, thêm bài nữa bài về Tây Nguyên đúng rồi. Tây Nguyên là bài gì nhỉ? Em được tiếp Pleiku ơi nè. Ở đấy đôi đôi mắt Pleiku. Rất là vui khi được mà ngồi cùng với bạn địa ở đây cũng như là được tham giao lưu cùng với mọi người. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Pleiku biển hồ đây, những gì mê say đưa tôi tới đây. Gió về cao nguyên sương buông tóc mây, mắt em một chiều Pleiku xa xôi, với cõi mặt trời cao nguyên lên ngôi, lên ngôi. Wow. Hết rồi. Thôi chắc giờ, mình giờ thì mình ăn cũng thôi cho em với mọi người cũng xin phép để tí con về di chuyển đường xa nữa. Thì em cũng xin phép giao lưu được ở đây thôi. Em cũng chúc hai anh cũng chúc gia đình ăn cơm đã. Ăn gà mới về hả? Ăn gà mới về. Ăn gà mới về. Rồi ok luôn. Chào tạm biệt ăn gà luôn đó. Cảm ơn anh nhiều. Ăn chừng gà. Đây là anh hỏi em con của bác gái em. Đây là cái nhà mình có tặng hóa đấy là con của anh. Anh nhau 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 nhau. Hôm nay được ngồi nhậu cùng với mấy anh ở đây thì quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta đấy. Thôi, anh nhìn cái nhà là vườn đấy, anh ạ. Cho em cũng giống như ở đây thôi. Ngồi uống như này mới ấm cung luôn nhỉ. Đâu đấy anh? Hai em đến nhà. Uống được thôi. Hai em ơi đây. Dạ. Xuống đây uống luôn với anh chứ. Mời anh nhé. Khỏe ạ. Cô ơi, đâu rồi, làm ly chứ. Nhưng mà không biết tên chú, tên gì nhỉ? Em là Đi Siêu. Cái này là Y Điêu. Cái này là Y Cru và Y Âm. Dạ, khó hiểu. Thế? Khó hiểu. Quá. Alo cô hát đi em vương nếu sao em. Xin chúc em được yên vui. Vui quá, hay quá. Bài đấy. Đây là cô ca sĩ nào hát ra? HKT. HKT. À, thế là... Nhóm HKT đấy. Bài này cũng khá là lâu rồi nhỉ? Lâu rồi đấy.
Thôi thì bây giờ đi hát bài của mình thôi. Hát bài của mình là bài gì nhỉ? Bài gì được Văn Quyền? Bài Văn Như hoặc Văn Quyền. Văn Như. Bài hát bài đoạn này hay nhỉ? Đây ra chỗ này. Chưa chín hả? Anh nha. Qua đây định dành cho anh. Anh ngồi đây, Bí và Aper cũng như là chú đó chú nha. Thế hồi nãy mình cũng ngồi với chú xong là chú cũng có xem video đi siêu sơ qua rồi, chú nói là chú thích nghe bài của thích nghe bài của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên chưa bao giờ thấy chú thử thay chú kim lên bây giờ chúng nó thể hiện trực tiếp luôn. Dạ vâng ạ. Sau đây thì đi siêu sẽ hát bài của anh Tassor Symphone cũng được một tên Đôi Chân Trần. Các bạn có quen rồi. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượn qua quá xưa cho con đưa đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượn hạt khóc cho con một bữa cơm chiều. Quên hết lời rồi, phải không nhớ lời nữa, đúng không? Yêu trai đẹp quá đó. Kiểu như này có phát Tây Nguyên đấy. Ai có phải là xong là thằng Y ăn ngồi bên cạnh xong rồi anh Minh cũng hát được không nhỉ? Ừ, có thể đấy nhỉ. Hôm nay là mọi người đến em vui quá đấy, mà thôi cả ơi chú nên. Ok các bạn nhá, thì hôm nay thì mình xin cũng cảm ơn, đặc biệt hơn là cảm ơn bố của anh Minh. Đã, xong rồi cảm ơn anh Mỹ cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở một chương trình hôm nay cũng như là bữa cơm gia đình của anh Mỹ. Mình cũng rất là vui khi được anh Mỹ mời mình về nhà để đi nhà thăm người biết nhà kiểu đúng không? Hôm nay là một cái video được siêu nói là theo được siêu ba quan tâm được siêu hôm nay là một cái video mà rất là ý nghĩa luôn các bạn ạ. Nên là chắc chắn là được siêu sẽ sau này được siêu sẽ quay lại. Còn lại tít nữa, Bixiu rất là thích những cái núi này. Cái núi này bây giờ là Sơn Bồ đấy, con Sơn Bồ Thái cái núi là rồi. Và núi kia nó đẹp lắm, nó không phải Sơn Bồ nào. Bixiu thích nước nữa, đấy. Sau này Bixiu lại quay lại một lần nữa, Bixiu đi bắt ong rồi bắt cá trong này. Hôm nay thì chắc là Bixiu cũng xin phép dừng lại video tới đây các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video này hay thì mọi người cho mình một like, một chia sẻ đến cái kênh nhá. Xin phép, bye bye. Bye bye.